Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Chính phủ Cộng hòa Sip ngày hôm qua cho biết 10 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã chấp thuận tham gia vào kế hoạch tái định cư người tị nạn nhằm giảm áp lực cho 5 quốc gia tuyến đầu của khối về tiếp nhận người di cư. Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa Sip khẳng định đây là diễn biến tích cực, đồng thời kêu gọi thêm nhiều thành viên EU tham gia vào kế hoạch trong bối cảnh người di cư ngày càng đổ nhiều về Cộng hòa Sip, Hy Lạp, Malta, Italia và Tây Ban Nha. Theo thống kê, có gần 14.000 người di cư đến EU trong 5 tháng đầu năm 2022 qua tuyến đường phía đông Địa Trung Hải, trong đó chỉ riêng Cộng hòa Sip đã tiếp nhận 2/3 số người di cư này. Tuần trước, Pháp đã hối thúc EU hiện thực hóa một hiệp ước về người tị nạn vốn đình trệ lâu nay, trong đó đề cập kế hoạch tái định cư khoảng 10.000 người tị nạn đến các quốc gia thành viên sẵn sàng tiếp nhận, trong khi những quốc gia khác có thể đóng góp tài chính để được miễn trách nhiệm này. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố mức tăng lãi suất mạnh nhất trong gần 30 năm qua, nâng lãi suất đi vay cơ bản thêm 0,75% từ hôm qua khi nước này đang phải chống chọi lạm phát gia tăng. Ủy ban thị trường mở liên bang FOMC, cơ quan quyết sách của Fed, tái khẳng định rằng họ vẫn cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát Mỹ trở lại mục tiêu 2% và dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất chủ chốt. Thông thường thì mỗi lần điều chỉnh tăng lãi suất, Fed không quá 0,5% và đây là lần tăng 0,75% đầu tiên kể từ tháng 11 năm 1994. FOMC cũng kỳ vọng chỉ số lạm phát của Mỹ sẽ là 5,2% vào cuối năm nay, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP là 1,7% so với dự báo 2,8% đưa ra trước đó. FOMC lưu ý tác động của cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang tạo thêm áp lực, làm gia tăng lạm phát và đang đè nặng lên hoạt động kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, ủy ban này cũng cho rằng việc phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc cũng có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Một vòng xoáy nguy hiểm đang xuất hiện trên thị trường lương thực toàn cầu khi giá lương thực liên tục chạm mốc kỷ lục mới. Để ứng phó, ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn cắt giảm xuất khẩu và tăng cường tích trữ lương thực thực phẩm. Tuy nhiên, động thái giải cứu này lại được đánh giá là có thể khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, không chỉ đối với nền kinh tế toàn cầu, mà ngay quốc gia áp dụng chính sách bảo hộ cũng sẽ bị thiệt hại rất lớn. Trong một khu chợ ẩm ướt ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, cả người bán và người mua đều than phiền về giá gia cầm hiện tại. Mặc dù chính phủ Malaysia giải thích rằng quyết định cấm xuất khẩu thịt gà là để bảo toàn nguồn cung trong nước và hạn chế giá cả leo thang gây bất lợi cho người dân, nhưng có vẻ như chính sách này càng khiến tình hình tệ hơn. Tôi hy vọng chính phủ làm nhiều hơn và nghĩ đến những người như chúng tôi. Chúng tôi là người kinh doanh và giá gà tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc của chúng tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi thấy không có sự khác biệt nếu xuất khẩu hoặc không có lệnh cấm xuất khẩu, giá cả vẫn cao như nhau. Phẫn nộ hơn, hàng trăm nông dân ở Indonesia đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Jakarta và nhiều nơi khác của đất nước để yêu cầu chính phủ chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ, vốn khiến thu nhập của họ bị tê liệt. Dầu cọ của chúng tôi hiện đang ế ẩm. Có thể trong một tuần nữa, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn vì không nhà máy nào mua dầu của chúng tôi. Nếu đà này tiếp diễn, thì đó sẽ là ngày tận thế đối với những người nông dân trồng dầu cọ như chúng tôi. Không chỉ châu Á là tâm điểm của làn sóng này, những động thái tương tự cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác ở châu Âu, Nam Mỹ và Trung Đông. Việc ngăn chặn xuất khẩu một mặt hàng có thể kiềm chế được giá của mặt hàng đó, nhưng lại không thể bảo vệ được người tiêu dùng trước sự tăng giá của các sản phẩm phải nhập khẩu do chưa sản xuất được ở trong nước. Trước đây chúng tôi có đủ khả năng ăn gạo chất lượng tốt, nhưng bây giờ ngay cả giá gạo tấm chất lượng thấp là 150 rupee, tức là 0,75 đô la một cân, tăng lên gần gấp đôi, cũng là khó khăn đối với chúng tôi. Nhiều chuyên gia lo ngại rằng nồi gót dầu cọ, lúa mì và thịt gà, mặt hàng tiếp theo được gọi tên có thể là gạo. Vì vậy, tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 của WTO đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WTO khẳng định các hạn chế xuất khẩu đẩy giá lương thực lên cao và có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tôi cho rằng một trong những điều không nên đánh giá thấp là những hạn chế và lệnh cấm xuất khẩu có thể làm trầm trọng thêm tình hình như thế nào. Bạn đã theo dõi cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008 và 2009 ra sao? Chính những hành động này đã dẫn đến giá cả tăng đột biến. Người dân tại những quốc gia nghèo khó sẽ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất từ tình trạng thiếu hụt và tăng giá thực phẩm.
Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, nạn đói hiện đang tấn công 43 quốc gia, khiến 325 triệu người tiến sát bờ vực của nạn đói. Nếu hiệu ứng domino này tiếp diễn, thì đây chính là nỗi ám ảnh của toàn thế giới, và vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Chính phủ Italia ngày hôm qua đã quyết định gia hạn quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng đến tháng 9, song đang cân nhắc nới lỏng quy định này đối với việc đi lại bằng đường hàng không. Theo Thứ trưởng Y tế Italia, quy định đeo khẩu trang được dỡ bỏ tại các rạp chiếu phim, rạp hát và tại các sự kiện thể thao trong nhà ở Italia kể từ ngày hôm qua 15 tháng 6. Tuy nhiên, người dân vẫn bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong bệnh viện cho tới đến tháng 9. Trước đó, Bộ Giáo dục và Bộ Y tế Italia đã nhất trí rằng các loại khẩu trang sẽ chỉ được khuyến khích sử dụng và không bắt buộc trong các kỳ thi cuối cấp tại nước này. Quy định trên được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ mắc COVID-19 mới ở nước này đang tăng dần, mặc dù các chỉ số khác như tỷ lệ nhập viện, chỉ số bệnh nhân phải cấp cứu và tử vong do COVID-19 vẫn tương đối thấp. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, nước này đã ghi nhận thêm gần 32.000 ca mắc COVID-19 và 48 ca tử vong. Những con đường giữa bóng cây xanh, vườn cao tỏa bóng mát là hình ảnh quen thuộc tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan. Để có được không gian tươi xanh như hiện nay là nỗ lực bền bỉ của chính quyền sở tại. Số lượng cây xanh tại Tashkent không chỉ nhiều mà còn đa dạng, đặc biệt là nhiều cây lâu năm được gìn giữ bảo vệ tốt, tạo nên bức tranh màu xanh nhiều tầng lớp. Tính đến năm 2019, các khoảng cây xanh chiếm tới 15,2 nghìn hecta trong tổng diện tích thành phố. Chính quyền địa phương cũng dự kiến đến năm sau sẽ nâng tổng diện tích cây xanh lên 30% diện tích thành phố. Để đạt được những con số ấn tượng như vậy, chính quyền thành phố đã phát huy được 4 yếu tố gồm tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, lựa chọn cây phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng, sử dụng hệ thống tưới nước và giáo dục nhận thức toàn dân. Vương quốc Bỉ vốn nổi tiếng với rất nhiều lễ hội dân gian truyền thống độc đáo, mà một trong số đó là lễ hội Dudu hay còn gọi là lễ đánh rồng của thành phố Mông. Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, lễ hội Dudu đã quay trở lại, biến trung tâm thành phố này thành một sân khấu ngoài trời khổng lồ với các buổi hòa nhạc, biểu diễn kèn đồng. Lễ hội Dudu xuất hiện từ năm 1352 là dịp để người dân thành phố Mông bày tỏ lòng tri ân đối với các vị thánh. Lễ hội bắt đầu từ ngày thứ Bảy trước ngày Chủ nhật Chúa Ba Ngôi, tức là ngày thứ 57 sau lễ phục sinh và kéo dài trong suốt một tuần. Năm nay, lễ hội bắt đầu từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 6. Theo truyền thống, lễ hội gồm 3 phần quan trọng. Lễ rước xá lỵ của bà Thánh Waru là người đã thành lập ra thành phố Mông. Lễ đẩy cỗ xe Kador, cỗ xe vàng được kéo bằng những con ngựa thồ và được người dân đẩy từ dưới dốc lên đỉnh dốc. Và cuối cùng là trận đấu giữa Thánh George và con rồng. Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Mông và luôn gắn bó với lễ hội Dudu. Hiện nay tôi sống tại Thụy Sĩ nhưng vẫn trở về quê hương vào dịp này để tham dự lễ hội vì đây thực sự là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đối với người dân thành phố Mông, đây là một lễ hội tôn giáo thiêng liêng mà dù sống ở bất cứ phương trời nào cũng đều phải cố gắng trở về thành phố để tham dự. Chỉ trong ngày Chủ nhật cuối tuần qua, có tới 70.000 người đã tham dự lễ hội. Chúng tôi luôn cố gắng duy trì lễ hội dân gian truyền thống của địa phương. 2 năm vừa qua do dịch bệnh, chúng tôi không thể tổ chức được lễ hội. Nên hôm nay, người dân thành phố rất phấn khởi. Hôm nay là ngày đặc biệt vì diễn ra nghi lễ kéo cỗ xe vàng. Về phần mình, tôi rất tự hào khi được phụ trách đoàn ngựa kéo cỗ xe. Để phục vụ lễ hội Dudu năm nay, các nhà thiết kế đã phải mất 1 năm làm việc để thiết kế trang phục cho 1.800 người tham gia. Cỗ xe kéo hơn 200 năm tuổi được kiểm tra kỹ thuật thường xuyên để đảm bảo sự an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Trong lễ hội, công chúng không phải khán giả mà chính là tác nhân tham gia trực tiếp vào lễ hội. Trước cơn sốt toàn cầu của bộ phim Trò chơi con mực, nền tảng dịch vụ video trực tuyến lớn nhất thế giới Netflix đã thông báo lên kế hoạch sản xuất chương trình thực tế Trò chơi con mực thử thách với các trận đấu sinh tồn, được lấy ý tưởng từ câu chuyện trong series phim truyền hình Hàn Quốc cùng tên. Trò chơi con mực thử thách sẽ được sản xuất với 10 tập. 456 người chơi sẽ tham gia cuộc chiến sinh tồn trên thực tế đầy căng thẳng và cam go. Người tham gia có thể nhận được số tiền thưởng lên tới 4,56 triệu đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Bản tin thời sự quốc tế sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.